Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký ban hành công văn số 279 trên UBND KGVX về việc tổ chức chiến dịch truyền thông Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 năm 2023. Để hưởng ứng chiến dịch truyền thông Ngày Thế giới Phòng chống Lao 24 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, ủy ban nhân dân các quận thị xã thành phố phối hợp với ngành y tế, tổ chức truyền thông nhân Ngày Thế giới Phòng chống Lao 24 tháng 3 năm 2023, thời gian từ ngày 24 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2023. Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 hàng năm là dịp để nâng cao ý thức của cộng đồng đối với bệnh lao để mạnh nỗ lực chấm dứt thanh toán bệnh lao. Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2023 của nước ta là Việt Nam chiến thắng bệnh lao. Kế hoạch truyền thông nhân Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của người dân trước tình hình bệnh lao đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia phòng chống lao Việt Nam nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người có nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới về các biện pháp phòng chống lao, xóa bỏ kỳ thị phân biệt đối xử với người mắc lao bằng cách đưa những câu chuyện thành công và chưa thành công của người bệnh lao và công tác chống lao ở tất cả các cơ sở y tế đến với cộng đồng với nhiều hình thức so sánh với dịch Covid-19, ung thư và tai nạn giao thông. Sử dụng triệt để lợi thế của hệ thống chương trình chống lao quốc gia, tổ chức phát hiện chủ động qua các công tác x-quang di động, sàng lọc lao trong số người tiếp xúc, truy vết và hệ thống xét nghiệm expert MTB-GRIP đã được tập huấn để khẳng định năng lực do động chính sách cùng lực của trung ương địa phương và quy động cộng đồng tham gia phát hiện chủ động tích cực và điều trị khỏi bệnh lao quy động các sở ban ngành đoàn thể cùng tham gia